Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chuyên mục Vlog nấu gọn, ăn tiện, sống khỏe. Mình là Stone Thạch đây ạ. Tên thật là James Stone, tên bạn bè đặt là Jelly hoặc Rock. Mọi người thích gọi như thế nào cũng được ạ. Hôm nay mọi người hãy cùng Stone làm hai món ăn cực đơn giản nhưng mà cũng ngon hết sảy con bà bảy luôn nha. Đó là món thịt ba chỉ áp chảo BBQ và canh khoai mỡ nấu tôm, rất là phổ biến trên mâm cơm gia đình của mọi người phải không ạ? Công thức thực hiện hai món này mình có ghim trên màn hình, mọi người có thể chụp lại và lưu về máy để tham khảo nhé. Thịt ba chỉ thì mình chọn loại nạc nhiều, ít mỡ. Ăn nhiều mỡ sẽ khá là ngấy và tăng cân đó. Về mình lấy chày cán nhẹ để miếng thịt mỏng và dàn đều ra, sẽ nhanh chín hơn là để miếng thịt dày khi cho lên chảo áp. Thịt mình cắt miếng vừa ăn, giống như cắt thịt ba chỉ nướng BBQ trong mấy tiệm đồ hàng ấy mọi người. Mình lấy một lượng sốt ướp vừa đủ, quét đều lên hai mặt miếng thịt, tổng cộng là 200g thịt, tương ứng 20g sốt ướp cho phần hai người. Đợi tầm 15 phút để thịt thấm đều gia vị là mình đem đi chế biến được rồi đó. Về phần canh khoai mỡ, tôm mình rửa sạch, bóc vỏ và để ráo nước. Khoai mỡ mình gọt bỏ phần vỏ ngoài, rửa sạch đất cát bám vào bề mặt. Cuối cùng mình cắt khúc nhỏ để khi nấu canh khoai sẽ nhanh chín hơn. Rau ôm, ngò gai thì mình rửa sạch, cắt khúc nhỏ để rắc vào canh khi chín, cho canh thêm thơm, thêm dậy mùi nhé mọi người. Vậy là khâu chuẩn bị nguyên liệu đã xong rồi đó mọi người. Mọi người thấy có dễ thực hiện không nhỉ? Trong lúc xem mình trổ tài nấu nướng thì mọi người có thể ghé qua hai sản phẩm mình đang bán là dầu dừa ép lạnh và trà trái cây hạt chia. Dầu dừa thì hẳn là chị em nào mê làm đẹp, dưỡng tóc suôn mượt, dưỡng da môi bị khô hoặc là dùng để làm mỹ phẩm handmade, làm bánh thì chắc cũng không còn xa lạ gì nữa rồi phải không ạ? Dầu này thì mình kinh doanh của thương hiệu Kim Long. Dầu được sản xuất bằng công nghệ ép lạnh, giữ nguyên tinh chất và thành phần dinh dưỡng của dầu. Hạn sử dụng được 2 năm lận nên mọi người yên tâm khi mua nhé. Trà trái cây hạt chia hiệu Just Việt. Khi sắp vào mùa khô, thời tiết bắt đầu nóng dần đều ở chỗ mình rồi, nên mình nghĩ là mọi người sẽ thích các loại trà trái cây. Mọi người có thể tự chọn một trong 3 vị: đào, vải hoặc xoài. Khi uống mát, cực kỳ thơm vị trái cây, với hạt chia cũng bồi bổ thêm sức khỏe và giúp giải nhiệt ngày nóng cực hiệu quả nữa đó mọi người. Link mua mình có để trong phần mô tả của video, mọi người ghé ủng hộ mình nhé. Bật mí một xíu với mọi người, đây chính là hai sản phẩm mình lấy về bán chỗ mối quen ấy mẹ. Một mối là một bạn đã từng giới thiệu cho mình một vị trí thực tập sinh tại một startup về truyền thông báo chí giai đoạn 2019 mình mới đi làm. Một mối là khi vào năm ngoái mình bập bẹ ra kinh doanh riêng, thả
hay trà, các thứ có thể bán được cho mọi người vì nhu cầu giải khát uống trà trái cây hạt chia cũng khá nhiều ở trên Internet, Shopee, rồi cũng có thể là hợp với lại cái combo quà quê mình bắt đầu kinh doanh vào cuối năm ngoái nữa. Nên là mình quyết định là chọn kinh doanh hai cái sản phẩm dầu dừa và trà trái cây hạt chia này đó mọi người. Mọi người đang được xem đến đoạn Stone nấu cùng lúc một nồi canh và một chảo thịt ba chỉ rồi phải không ạ? Mẹo cho mọi người nè. Khi nấu canh khoai mỡ, mình nhớ để lửa vừa. Trong lúc nấu thì mình dùng muôi hoặc là đũa khuấy liên tục để khoai không bị cháy và đóng đen dính cứng nhắc vào đáy nồi nha mọi người. Này là lúc mình quay lên hình cho đẹp để mọi người xem đó. Chứ lúc nấu mình không có khuấy liên tục nên khi tắt bếp, khi mà nhắc cái nồi xuống bồn rửa là khoai nó cháy đóng về vô đáy nồi, cậy mãi mới ra đó mọi người. Một mẹo nữa là khi mọi người làm thịt ram, thịt áp chảo mà sử dụng sốt ướp thịt có sẵn ấy của nhà bếp, đây là sốt BBQ của nhà bếp Xuyên Việt, thì cơ bản là sốt đã có đủ gia vị mặn ngọt vừa ăn rồi. Mọi người muốn thơm thì khi bắt đầu áp chảo, mình có thể cho một xíu tỏi băm vào phi cho thơm để thịt ba chỉ dậy mùi hơn nhé. Vậy thôi đó, hai bữa nay Stone làm siêu lẹ luôn. Nấu thì nhanh, nhưng mà set up góc quay, chỉnh ánh sáng các thứ mới ngốn của mình nhiều thời gian khi quay vlog đó chứ. Giờ trong lúc đợi cho hai món này chín và bày ra bàn ăn thì để Stone kể cho mọi người câu chuyện lý do vì sao mình chọn chủ đề quay vlog là nấu gọn, ăn tiện, sống khỏe nha. Thứ nhất, business model, mô hình kinh doanh và sản phẩm của mình là quà quê và bán online. Các sản phẩm nhà làm liên quan đến nguyên liệu dùng trong ẩm thực, chế biến vân vân như là mắm ruốc xào, dầu dừa, trà và sắp tới là một sản phẩm Signature cột mát 8A do mẹ mình đã dày công nghiên cứu và món ăn này đã làm nên thương hiệu cho nhà mình bán hơn 20 năm nay đó mọi người. Nhớ theo dõi kênh và video xem hết cái vlog này để mình cùng biết đáp án nha mọi người. Thì quay lại câu chuyện nấu nướng, do bán đồ ăn, thức uống, sốt ướp, mắm ruốc vân vân các kiểu nên là khi quay vlog chủ đề nấu ăn, chia sẻ tâm sự xoay quanh cái chuyện ăn uống mâm cơm như thế này mình nghĩ là khá phù hợp. Thứ hai, vì sao mình chọn chủ đề vlog là nấu ăn thì mình không phải là đầu bếp chuyên nghiệp mọi người ạ. Nên thay vì quay video hướng dẫn nấu ăn như là các anh chị cô chú đầu bếp chuyên nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì dĩ nhiên là mình không thể nào cạnh tranh lại rồi. Chưa kể thì đầu bếp chuyên nghiệp cũng không phải là hướng đi mình chọn về lâu dài. Thay vào đó, mình muốn kể lại câu chuyện của mình. Mình đã vượt qua các rào cản khó khăn trong cảm xúc, tinh thần. Chuyện mình quyết định gác kiếm, bỏ phố về làng để nuôi ước mơ khởi nghiệp độc lập. Chuyện mình tìm lại đam mê thổi nhỏ, ví dụ như là nấu nướng, viết lách, thích làm tùm lum nè, rồi chia sẻ những cái kiến thức, trải nghiệm hàng ngày của mình đến mọi người. Đối với tất cả mọi người mà mình có duyên kết nối, mình có thể chạm đến được qua cái kênh YouTube nho nhỏ này. Do đó mình chọn concept của series vlog trên kênh mình là nấu gọn, ăn tiện, sống khỏe. Mình chỉ chọn những công thức nào á mà những cái món ăn được làm
được chuẩn bị nguyên liệu, nêm ướp, chế biến vân vân, không tốn quá 1 tiếng đồng hồ của các bạn. Ai cũng làm được. Dù bạn có phải là đầu bếp hay không, bạn vụng chuyện bếp núc, hoặc là bạn bận rộn công việc và chỉ có thể rảnh vào buổi cố định, ví dụ như buổi tối nè, để trổ tài hoặc là thử sức với lại niềm đam mê bếp núc của mình, thì sau khi xem các cái video vlog trên kênh của mình, bạn đều có thể có được một chút động lực và nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể vào bếp và tự nấu cho mình một bữa cơm ngon đấy. Hy vọng là những cái vlog của mình sẽ chạm được đâu đó một chút đến nguồn cảm hứng sáng tạo, cảm hứng nấu nướng cho cuộc sống bận rộn của mọi người nha. Thứ ba nữa, nói về lý do vì sao mình lại chọn chủ đề vlog là nấu gọn, ăn tiện, sống khỏe, thì phải nói thiệt với mọi người ấy, kinh doanh không dễ, đặc biệt là với những người đang bập bẹ, chân ướt chân ráo, gần như là số 0 về kiến thức bán hàng, xây hệ thống kinh doanh vân vân như mình. Thì lúc mà mình bắt đầu ra kinh doanh ấy, vốn mình không bao nhiêu, cho nên là mình mới chọn hướng đi làm kinh doanh online. Với những cái sản phẩm mình bán trong combo quà quê như là dầu dừa, trà, mắm ruốc vân vân, thì giá trị sản phẩm không có cao, mà cái tiền công thiết kế nè, in bao bì, mua cái hộp quà, rồi những cái item như là thiệp tay, giấy rơm, ló, in những cái tờ hướng dẫn sử dụng dầu dừa vân vân để mà bỏ vào trong cái hộp quà ấy, cũng ngốn là khá là nhiều cái chi phí đó mọi người. Cho nên khi mà ra lò cái sản phẩm quà quê ấy, nó bị một cái vấn đề như thế này: giá làm hộp, rồi tiền công in ấn vân vân, cái package đấy nó còn lớn hơn so với lại cái chi phí sản phẩm là dầu, trà và mắm ruốc nữa. Cho nên ấy, khi mà bán combo ấy thì khách họ chê là đắt, hàng bán đi khá là chậm. Chưa kể là cái hộp của mình á, do là làm lần đầu tiên cho nên là mẫu mã cũng chưa thể cạnh tranh lại so với lại các bạn chuyên bán những cái quà tặng handmade hoặc là hàng thiết kế riêng vân vân các kiểu ở trên Shopee hoặc là trên Facebook. Cho nên là mình quyết định tạm dừng cái quà quê lại và mình bán riêng các cái sản phẩm ở trong combo ra, để trước mắt á, là mình có doanh thu đi đơn lẻ từng cái sản phẩm đã. Vì vậy cái kênh YouTube chuyên đăng tải các cái số vlog vật vật chuyện bếp núc hàng tuần của mình cũng nằm trong kế hoạch marketing xây dựng thương hiệu cho các cái sản phẩm trong combo quà quê đó mọi người. Hiện tại mình cũng đang nghiên cứu làm lại cái bao bì mới nè, rồi nghiên cứu hẹn dùng và hoàn tất khâu chuẩn bị cho cái online store của mình trên Shopee và TikTok Shop cho cái sản phẩm là mắm ruốc xào thịt và nước màu kho cá, hai cái sản phẩm signature của quán mình đấy. Nếu như xem đến đây rồi thì hẳn là bạn sẽ biết cái món lúc đầu video mình có nói là món signature, món đặc sản đã làm nên thương hiệu cho quán mình được hơn 20 năm đấy mọi người, là món gì rồi phải không nhỉ? Đó là nước màu kho cá đấy mọi người. Rồi, giờ thì hai món ăn nó cũng đã chín rồi đó. Mời mọi người cùng ăn cơm trưa với mình nha. Giờ mình ăn uống no say như này rồi, mọi người có thèm không ạ? Một lần nữa, mình cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ Stone từ những cái ngày đầu chập chững làm kênh, kiên nhẫn xem từ đầu đến cuối cái quá trình mình nấu cơm trưa nè, dù là tài năng nấu nướng của mình vẫn còn khá là vụng về, thiếu sót nhiều chỗ. Hôm nay chắc kể như đó thôi, sợ kể nữa thì lan man và video nó cũng đã dài rồi. Hy vọng là sau khi xem xong cái vlog này, mọi người sẽ có thêm được ít nhiều động lực vào bếp dịp cuối tuần nha. Bye bye mọi người, và chúc mọi người có thêm thật nhiều thời gian để nấu tiện, ăn gọn, sống khỏe nhé. Xin chào.